Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 của người tuổi mùi, công việc xuân sẻ, tình cảm gặp khúc mắt. Tháng 2 âm lịch thấy rằng thời gian này có những điểm thuận lợi cũng như sẽ không thiếu những khó khăn đối với những chú dây. Bạn mệnh cần cố gắng hết sức mình, trở nên quá coi trọng thành tích. Quan trọng là bạn đã học được những gì dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Cũng nhờ mọi người hợp tác tốt mà mọi việc đều diễn ra su sẻ hơn so với dự tính. Tuy nhiên, điều bạn cần lưu ý trong tháng 2 âm lịch này là ý thức rõ vị thế cũng như khả năng của bản thân, không nên chạy theo những điều xa vời không thiết thực phương diện tài lộc cũng khá lạc quan. Đây là thời điểm phù hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, đôi bên tin tưởng lẫn nhau, cùng hướng tới một mục tiêu thì chắc chắn tiền bạc sẽ trải về trong tuổi nhiều như nước. Có điều, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, tìm hưởng phát triển mới thì bản mệnh cần căn cứ vào thực tế nhiều hơn, trở trải theo xu thế của thị trường, làm việc không phù hợp với khả năng. Riêng về phương diện tình cảm thì lại không được khả quan như vậy. Do chịu tác động của ngũ hành tường khắc, bạn và người ấy thường hay tranh cãi với nhau. Thậm chí đôi bên còn rơi vào tình cảnh chiến tranh lành, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân. Với người độc thân, bạn giỏi giao tiếp nên xây dựng được quan hệ rộng rãi. Tuy nhiên, cần tránh thổi trăng hoa đứng núi này mà trong núi nọ xem tử vi tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 của người tuổi mùi qua từng phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tử vi tháng 2 âm lịch đối với những chủ rê rằng thấy rằng các hạng mục công việc của con giáp này đều diễn ra khá xuân sẻ. Nhiều công việc khó khăn cũng được hoàn thành khá nhanh chóng nhờ sự đoàn kết của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Tháng nay, bản mệnh nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người nhờ thể mà cảm thấy quyết tâm và tự tin hơn. Còn giáp này tự tin, nêu ý kiến trước tập thể nhờ đó nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch cần phải căn cứ vào thực tế nhiều hơn, bạn chớ đặt ra những mục tiêu quá viễn vong. Vì vậy, chỉ cần tạo áp lực cho bản thân chứ không thể nào giúp bạn đạt được thành công như dự tính. Làm việc gì, người tuổi mùi cũng cần phải ý thức được vị thế và tiềm năng của mình, không nên chạy theo xu thể. Khi nào phát huy được thể mạnh, bạn mở xác lập được chỗ đứng cho mình. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng cũng khuyên bạn hãy kiên trì trước những khó khăn thách thức, đừng nên vội sợ, vất vả. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức và quyết tâm thì công việc gặt hải sẽ càng đạn mừng. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của những chú dê cũng khá tươi sáng. Bạn có thể thu về một khoản tiền rủng rỉnh nhờ vào công sức của mình. Cục diện tạm hợp giúp các kế hoạch làm ăn, hợp tác đầu tư của bạn diễn ra sung sẻ đáng mừng người tuổi mùi có thể gặp được đối tác cỏ chung mục tiêu và đáng tin cậy nhờ thế mà công to việc lớn gì cũng trở nên hành thông thuận lợi giúp tiền đổ về tuổi có điều nếu có ý định khởi nghiệp hoặc bước chân sang một lĩnh vực mới nào đó thì bạn không nên quá vội vàng hãy cân nhắc cẩn thận các yếu tố tác động cũng như khả năng của chính mình để đưa ra những quyết định chính xác nhất tháng này hạn chế chạy theo số đông vì việc đó chưa chắc đã phù hợp với bạn. Hãy phát huy thế mạnh của mình nếu muốn tìm chỗ đứng trên thị trường. Với người làm công ăn lương, bạn có một khoản thu nhập kha khá từ các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt công việc. Đây là lời động viên tiền dương của lãnh đạo đối với con giáp này để bạn có thể tiếp tục cố gắng, nỗ lực và cống hiến cho tập thể. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo bước sang tháng ất mão những chú dê trên con đường sự nghiệp tài lộc có sự phát triển rõ rệt song tình duyên lại không được suôn sẻ như ý muốn dù là người độc thân hay người đã lập gia đình bạn sẽ phải đối diện với những nguy cơ hoặc tổn thương nhất định với người đã có đôi có cặp vợ cho bạn không tránh được những mâu thuẫn ý kiến với nhau bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, có gì khó chịu thì nên bình tĩnh trao đổi với người ấy, có như vậy mới tìm ra được hướng giải quyết. Còn nếu bạn luôn có cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương thì đôi bên rất dễ nặng lời, gây tổn thương cho nhau. Khi rơi vào tình cảnh chiến tranh lành, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm. Hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với người khác. Quan hệ xã giao rộng rãi đến mấy cũng nên giữ giới hạn, đừng vì ham vui mà khiến cho những người thân trong gia đình phải chịu tổn thương. Với người độc thân, trên thực tế, các mối quan hệ xã giao giúp bạn quen biết với không ít các đối tác khác giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng tin cậy. Bạn không nên vội vã nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người chưa hiểu kẹo trước lấy tổn thương. Một số người cũng không nên đưa ra những hình mẫu thiểu thiết thực cho nửa kia trong tương lai của mình. Trên đời này không ai là người hoàn hảo cả Chính bạn cũng như vậy Vì thế hãy chọn người chân thành với mình Chứ đừng mơ mộng thái quá 4. Luận về phương diện sức khỏe do chịu tác động của bạch hổ hung tinh nên tháng 2 âm lịch này sức khỏe của những chú dê có dấu hiệu suy giảm. Còn nhấp này cần chú ý khi tham gia giao thông cũng như khi vận động máy móc hạn chế những sự cổ đáng tiếc gây bất lợi cho sức khỏe. Dù ở độ tuổi nào, bản mệnh cũng cần hạn chế làm việc quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì nên đi thăm khám bác sĩ chữa trị kịp thời ngay trở nên chỗ bệnh để bệnh càng nặng thì khó chữa trị vừa tốn tiền thậm chí vừa phải đụng chạm dao kéo cẩm nang vẫn vận cho từng tuổi môi vào tháng 2 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi ất môi sinh năm 1955 mệnh kim nam sao vân hở nữ sao la hầu khẩu huyết, xã giao hài hòa hợp tác thuận lợi công việc suôn sẻ quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hợi tiểu nhân tuổi thân tuổi tuất màu sắc may mắn màu nâu màu vàng hai tuổi đinh mùi sinh năm 1967 mạnh thủy năm sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết thích ký kết hợp đồng quen được đối tác đáng tin cậy quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tuất tuổi thân màu sắc may mắn màu trắng màu xanh 3. Tuổi kỷ môi, sinh năm 1979, mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Không nên chạy theo xu thế thị trường, hãy phát huy thể mạnh của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi sủ, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. 4. Tuổi tân môi, sinh năm 1991, mệnh thổ, nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết vợ chồng mâu thuẫn dễ tranh cãi với nhau quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi tý tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu cà phê năm tuổi quý mùi sinh năm 2003 mệnh mộc nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức cầu quyết hãy suy nghĩ thực tế làm gì cũng căn cứ vào năng lực bản thân quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mão tiểu nhân tuổi sửu tuổi tuất Màu sắc may mắn màu xanh, màu đen.